Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng hay em để quay trở lại với anh em trong chuỗi chia sẻ về chiếc xe Jupiter của Dũng. Thì cũng gần tới Tết nên một số bạn cũng chia sẻ với Dũng là các bạn muốn thay cái tem xe của mình. Mà các bạn đôi lúc các bạn lột tem tại nhà thì các bạn cũng hơi ngại, mà các bạn cũng chưa biết lột tem như thế nào. Thì hôm nay Dũng chia sẻ với anh em cái một số cái để mình lột tem cho nó an toàn nha anh em. Các bạn biết thì Dũng xài xe này cũng lâu rồi, nhưng mà Dũng thì thường mình chỉ dán đề can thôi nha, chứ Dũng thì không có thay cái tem của xe này. Vì tánh Dũng thì mình thích xài cái dạng zin đó các bạn, mình không thích thay đổi cái màu áo hay là gì hết. Chẳng qua thí dụ nó trầy quá hay là nó tróc quá thì Dũng mới thay thôi. Thì hôm nay Dũng chỉ chia sẻ các bạn về cái phần lý thuyết thôi nha, còn cái vụ mà lột trực tiếp luôn thì Dũng sẽ không có làm trên chiếc xe của mình nha, vì Dũng cũng chưa có muốn thay cái loại tem đó thôi. Dũng chỉ chia sẻ các bạn về một số cái mà mình làm cho các bạn nào muốn thay tem để các bạn ăn Tết trong cái mùa này nha. Ok, thì đây các bạn. Thì thường thì một số bạn tính là lột cái dàn tem này nè, cái tem cái chữ này nè, và các bạn muốn dán lại cái dàn tem mới. Và một số bạn thì dán đề can giống như mình vậy nè. Mà khi mà mình dán mấy cái này nè, nếu mà các bạn lột không khéo thì nó sẽ tróc luôn cái sơn này luôn nha. Thay vì cái tem này, miếng tem này nó dán lên, nhưng mà các bạn lột không khéo là nó đi luôn cái lớp sơn này nè. Nên đôi lúc các bạn khi mà mình lột ở nhà thì mình sử dụng một số công cụ cho nó an toàn chút, và các bạn lột từ từ thôi. Và mình thấy mình nên chia sẻ các bạn là những cái này nè. Đầu tiên các bạn mua xe còn zin thì thời gian thì cái độ bóng nó vẫn còn nha nè, cái độ bóng sơn nó vẫn còn. Còn nếu mà các bạn nào đi dán keo thì các bạn cũng lột theo kiểu bình thường thôi. Còn khi mà các bạn đã sơn rồi và các bạn dán keo theo kiểu là keo đè lên luôn á, thay màu luôn, thay cái màu này luôn nè, thì các bạn nên cẩn thận, đừng có sử dụng nhiều quá nha, đừng có lột tới lột lui hoài. Nếu mà các bạn muốn lột tới lột lui, đôi lúc nó lột luôn cái lớp sơn trên cái dàn nhựa luôn á nha. Ok, thì mình thường mình lột tem ở nhà, nếu các bạn không có la tiệm thì các bạn sử dụng một số cái của mình hiện có nha. Đây mình có một cái máy sấy tóc nè. Nếu mà anh em nhà anh em không có máy sấy tóc thì anh em có thể lấy cái máy khò cho nóng nóng á, máy khò. Còn thôi chúng ta có thể lấy cái hộp quạt ga cũng được. Dạ, hộp quạt ga mình hút thuốc gì đó, nhưng mà các bạn sử dụng nó các bạn phải biết khéo, vì hộp quạt ga thì các bạn sạc á thì nó sẽ có lửa, thì nó dễ làm cái tem các bạn bị quíu lắm nha. Còn cái dạng máy sấy này thì nó có độ hơi nóng thôi, nhưng mà các bạn phải biết cách sử dụng nó nha. Ok, thì đây là cái máy sấy. Và thứ hai là các bạn dùng đây là cái nước rửa chén nha. Đây là cái nước lau sàn nha anh em. Đây, nước lau sàn thì nhà anh em có, nếu mà anh em nhỡ ở nhà gạch thì sẽ sử dụng nước lau sàn. Nước lau sàn nào cũng được nha. Thì mình chỉ cho anh em những cái dụng cụ mà mình ở nhà mình có thôi nha. Còn một số anh em khác thì mình sử dụng mấy cái chất dung dịch này nọ mua trên mạng hay là mua ở cửa hàng, thì mình cũng chưa chia sẻ cái phần đó nha. Thì phần đó nó hơi tốn tiền anh em. Thì mình chỉ chia sẻ những cái công cụ mà anh em có hàng ngày thôi. Đây là cái hộp cà na nha, hộp cà na để đánh bóng xe, anh em có thể đem ra. Đây, từ từ mình sẽ sử dụng cái này như thế nào nha. Và thứ cái tiếp theo đó là kem đánh răng nha anh em. Đây, kem đánh răng và cái bằng chải. Ok, anh em có sử dụng những cái mình đang có thôi, ở nhà chắc chắn anh em là cũng có những cái này mà. Và thêm một cái nữa, đây, đó là cái đồ cắt móng tay nha. Đây, mấy cái này là mình chỉ cho anh em là toàn những cái mà chắc chắn nhà nào cũng phải có thôi. Ok, thì mình sẽ làm như thế nào thì mình vào luôn nha. Đây nè các bạn, thì khi mà các bạn lột tem này ở những cái tem này nè, tem này gọi là tem zin nha, còn gọi là những cái này là mình dán là dạng tem của đề can nha, thì nó sẽ dễ lột hơn là cái tem zin vì cái dạng người ta dán bằng máy nên cái độ dính và cái độ cứng của nó rất rất mạnh nha.
đôi lúc lột mà các anh em không không biết cái cách lột thì đôi lúc lột luôn cái lớp sơn ở bên trong nè. Nếu mà cái lớp sơn này lớp sơn zin từ nhà sản xuất các bạn mua thì nó sẽ ít cái vụ tróc luôn. Còn nếu mà các bạn đã đổi cái lớp sơn này 1-2 lần á thì các bạn lột tới lột lui sẽ ảnh hưởng tới cái phần lớp sơn đó nha. Cái này thì mình không có lột trực tiếp luôn cho anh em, thì mình không có đổi cái màu xe zin của mình nha. Mình chỉ chia sẻ một phần lý thuyết và một số cái phương pháp để nếu mà anh em có nhà tự xử thì làm luôn nha. Thì các anh em sử dụng cái máy sấy nè, cái máy sấy hoặc cái máy khò theo dạng nó có hơi nóng thì các anh em khò như thế này nè. Nhưng mà trước khi khò thì các anh em nên pha một ít nước rửa chén nè với một ít nước lau sàn. Nếu mà nhà anh em nào có cái dạng mà mình có cái á, có cái nước lau kính, cái nước lau kính thì mình xịt trước nha, mình lau cái này cho nó sạch trước, lau cho sạch cái phần này nè, cái phần mà các anh em muốn lột á, mình lau cho sạch hết, sạch bụi này nọ hết, rồi mình xịt nước lau kính ở trên đây nè, cho nó có độ ướt nè, độ ướt và nó mềm trước, nó mềm cái phần nè, cái phần chỗ dán cái lớp đề can này với cái miếng sơn nè, đó, rồi xong rồi các anh em lấy khăn. Lá khăn mình lau lại, lau cho nó khô lại. Rồi bắt đầu các anh em sử ghim điện vô cái máy sấy này nè. Rồi các anh em sẽ khò cho nó nóng tới nè. Khò cho nó nóng cái chỗ mà các anh em muốn lột cái lớp đề can đó. Nhưng mà mình nhớ khò cái chỗ nào thôi nha, cái chỗ nào có tem thôi nha. Chứ các bạn đừng có khò đâu nha, theo những cái mí nè, những cái mí bên trong nha. Thì khi mà các bạn khò không biết, các bạn khò những cái miếng đồng nó nóng lên thì cái lớp sơn bóng của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng, và nó khi mà thời gian đầu tiên thì các bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà khi các bạn dán lên một lớp keo lần thứ hai nữa thì các bạn lột á thì nó đi luôn cái lớp sơn này luôn nè. Các bạn có thể lột được lần đầu thì nó còn lỗ bóng, như lần sau thì nó sẽ đi luôn cái lớp sơn này. Do cái máy khò thì nó có độ nóng, mà nóng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ bóng của cái lớp sơn này nè. Đó. Rồi khi mà các bạn đã khò thì cái lớp đề can dán chỗ xe này nó nóng, thì các bạn dùng một cái ấy nè, dùng một cái đồ cắt móng tay nè, các bạn mở cái phần này nè, các bạn cạo cái chỗ cái mí này nè, cạo giữa cái mí này tiếp xúc nè, các bạn cạo lên cho nó có một cái mí đựng để mình kéo á. Lúc mình kéo á thì các bạn kèm theo cái máy sấy luôn nha. Đây. Khi mà kéo các bạn kèm theo cái máy sấy này nè. Nhưng mà mình sấy thì mình sấy ở mình để mình khò cái phần sau này nha. Đừng có khò cái phần trước. Mình khò cái phần sau này nè. Phần sau nó đi liền với cái đề ca này nè. Để cho có lớp đề can nè, nó bảo vệ cái lớp sơn bên trong. Các bạn khò trên cái miếng đề can nha, đừng có khò lên cái lớp sơn thì nó sẽ bị ảnh hưởng sơn. Thì các bạn cứ kéo dài. Mà khi ok thì khi các bạn kéo cái này nè. Kéo cái lớp đề can đó thì sẽ để lại một cái đường rằn nha. Cái đường rằn nó đi theo cái lớp đề can đó. Thì nó sẽ để lại một số keo nữa. Nên một số bạn nên sử dụng một cái nữa. Đó là cái cà na nha. Đây nè các bạn, khi mà các bạn đã kéo cái lớp đề can này ra nè, cái lớp đề can này ra nè, thì nó tồn lại một số lớp keo nó còn dính á. Thì anh em sử dụng cái hộp cà na này nè. Hộp cà na đánh bóng xe nè, các bạn lấy một cái khăn mềm các bạn đánh cho nó bay cái lớp keo đó. Nhưng mà thường á, thì mình nghĩ cái cà na này nó cũng lợi hại cái vụ đánh ba cái chất keo ra. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn sử dụng cái tốt hơn á, vì cà na này khi các bạn đánh á, thì cái lớp keo đó nó sẽ gom lại thành những cái mảng bám dạng giống như cái hòm á, thì nó sẽ còn dính nè. Nếu các bạn không khéo thì các bạn kéo hoài nó dính hoài, chùi cái cà na thì nó hơi cực. Thì mình chia sẻ cho anh em cái này đây.
các bạn dùng cái hộp kem đó đánh răng nè, bạn lấy cái bàn chải, bạn ấy một miếng kem đánh răng, các bạn sạc trực tiếp luôn, vì cái kem đánh răng nó có cái độ ướt và độ tẩy á, thì nó ra cái chất keo nó rất dễ, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn nhỏ các bạn quẹt qua cái là nó sạch liền, nó sẽ không có để lại nhiều cái chất keo giống như là cái cà na này nha. Ok, đó là một số cái mà mình chia sẻ với anh em. Về cái một số anh em cũng hỏi về cái cách mình lột cái keo dán decal ở trên chiếc xe của mình á, thì hôm nay thì mình cũng không có làm thực hành luôn cho các bạn, mình chủ yếu là mình chia sẻ với anh em về cái phần phương pháp cũng như cái lý thuyết thôi, nhưng mà mình chia sẻ cho anh em biết cái cách để mình hạn chế khi mà các bạn lột ở đây nè. Lột mà các bạn không khéo á, mình dạng mình không phải thợ thầy á, lột không khéo sẽ lâu ngày nó cái lớp sơn này nó tróc từ từ nè. Chứ các bạn sử dụng một số cái loại máy sấy nè mà các anh em trên mạng chia sẻ mà chúng ta không biết cách khò á, thì nó sẽ làm nóng cái sơn, mà lâu ngày nóng sơn sẽ làm ảnh hưởng tới cái nước sơn, và nước sơn nó sẽ mòn từ từ nha. Mà khi mà các anh em chỉ cần dán keo rồi, các anh em dán lại và lần sau các anh em hứng, các anh em lột tiếp, dán thêm lớp nữa, thì cái lần lột đó sẽ bay cái lớp sơn luôn á nha. Anh em nhớ cẩn thận. Thì hôm nay mình chia sẻ cái phần lý thuyết vậy thôi, chứ mình thì mình không có muốn thay nha, mình không có muốn lột cái tem zin của mình. Thì mình khi mà mình đã chọn màu xe này thì mình rất thích cái màu xe này, và những cái đề ca này ngoại trừ nó bị trầy xước quá nhiều thì mình mới thay thôi, chứ mình thì mình hay đi đường nhiều nên mình không có dạng mà thay đổi tem này nọ. Thì các bạn biết rồi, đi đường nhiều thì gặp nhiều đại ca, thì các bạn thay tem này nọ tới lui thì mất công mà tốn tiền, ngu mất công. Mình không muốn thay tem, nên mình chỉ chia sẻ cho một số anh em nào mình ở chỗ khác mình hạn chế được vấn đề đó, thì các anh em có thể lột tem tại nhà luôn, sẽ tiết kiệm. Ok, bằng một số cái công cụ rồi nè, công cụ tại nhà có hết đó. Như này, như kem bằng chải đó. Như hộp cà na đó. Và như kem đánh răng, và thêm cái nữa đó, đó là cái độ cắt móng tay, những cái công cụ đơn giản nhất. Ok. Ok, xin kết thúc video tại đây nha anh em. Thì mình chia sẻ anh em về cách lột tem xe và một số cái mà các anh em cẩn thận để mà khi mình lột tem xe mình tránh hạn chế cái là phần tróc nước sơn nha. Thì mình chia sẻ với anh em, nếu anh em cảm thấy cái video này hay thì anh em có thể tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình. Và anh em nào có những cách lột tem xe nào mà hay và có ít nữa thì anh em comment ở phần bên dưới, để cho những các bạn khác mình có được số kinh nghiệm để anh em mình chia sẻ và cùng học hỏi với nhau nha. Ok, thì Dũng xin chào tất cả anh em. Chào anh em.